đồ á. Không phải nuôi cái đó. Nuôi cái đó là cái nuôi á, cái nuôi á, cái nuôi. Nuôi phải không? Trứng không? Có trứng kìa. Trứng này dễ trứng ra đây nè, dễ trứng. Muốn trứng. Trứng luôn ha. Gọi gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi hả? Có khoai tây kìa. Có bơ khế xô kìa ăn không? Thịt xô đó. Bún đó kìa, bún đó. Nó ăn chừng hả? À, corn. And egg. And cái nồi đó là những cái nó này rau okay. Có bún, để cái này cửa họng này cho thằng Hiếu đi, tại nó ăn cái này riêng. Noodle. Cucumber and cái middle okay. One nữa hả? One tofu okay. Đi đấu ngành 2 học về rồi mà nó bắt mình đeo cái khẩu trang của nó. Khẩu trang mình may cho nó nè, nó đang kêu mình đeo. Rồi giờ mình đi mua cơm á, mình đi mua cơm mình ăn. Thì ở đây là cơm này là cơm của Hàn Quốc. Một phần ăn á là nó bán mình 20 đồng. Sao? Nó bán mình 20 đồng mà nó cho mình cái 4 phần thêm giống như là rau củ thêm á, tùy mình chọn á. Rồi có cơm nữa, có cơm trong đó nữa, rồi có thịt. Thịt sườn nướng á. Thịt sườn rồi thêm 4 phần rau củ, thì mình thích cái gì á mình kêu ăn. 20 đồng ăn ngon lắm. Nhà mình thì thích ăn cái này lắm. Sườn thì giống như sườn bò ngon lắm, đủ món đó cho mình lựa. Mà nhà hàng ở đây thì nó chưa có cho mình ngồi ăn tại chỗ nên mình chỉ mua đi về thôi. Order to go á, mình đi mua mình ăn về à. Ngồi nó lóc á, cái này hai học giỏi nè. Giỏi mà. Thích không? Thích học không? Thích học trường nè. Đó mà. Để hả? Giỏi vậy đó hả? Học trong trường hết đó nha. Ha, học trong trường. Trong trường có đủ hết chưa? Hộp cơm nó như vậy đó cả nhà, vừa có thịt sườn bò nướng và cơm và thêm 4 phần hồi nãy mình kêu đó. Nó cho mình tự chọn, nó cho mình tự chọn những cái món riêng này nè. Mà cái này thịt này cũng nhiều lắm nha, cái này là 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng gì á, có khi nó cho mình tới 5 miếng lần đó. Kia cho 4 miếng đó, với 4 cái phần mình kêu nãy, bún này, dưa leo, rồi này rong biển với cái tàu hũ đó. Bên này cũng vậy, bên này cũng 4 miếng sườn, 4 miếng sườn với 4 phần này nè, Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức, mình ăn, mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Đây, mời cả nhà cùng ăn cơm với mình. Hôm nay không có nấu cơm đi, ăn cơm ngoài làm biến nấu. Một phần ăn như vậy nó tính có 20 đồng mà cũng rẻ ghê á. Được 2 cục cơm với 4 miếng thịt sườn như gì nè. Cái này là sườn bò với là thêm 4 phần. Mình muốn kêu gì mình kêu, muốn ăn cái gì á mình kêu nó. Cái này rong biển nó làm ăn cũng ngon lắm. Đậu hũ, cơm, thịt. Nhà mình thì hay ăn cái này với phần mấy đứa nhỏ, nó thích ăn cái này hơn. Nhà mình cũng ngộ lắm, ăn gì quen ăn hoài đó à. Ăn mấy món khác ăn không được. Chứ một phần có nhiều cái cơm của người Mễ nó nghe mùi lạ lạ, mấy đứa nhỏ cũng không chịu ăn. Ngon, ướp dừa ăn ngon lắm cả nhà, nhiều lắm luôn, một phần thì là nhiều lắm. Ăn đất à, rất là ăn ngọt. Cái hàng này nha con, để thêm ăn thêm cái chắc không? Về đây nè. Cái chỗ mẹ ơi. Ăn thịt sườn bóc nó mới ăn ngon. Ngày đầu tiên anh Hai đi học ở trường á, sáng mới càng ngủ dậy không thấy anh Hai khóc quá trời luôn. Trời, anh Hai mà thấy tội nghiệp dữ lắm luôn. Rồi anh Hai không rồi chạy vô phòng đồ chơi, chạy vô phòng nói này Hiếu làm nè, này Hiếu làm cái này, giống như là những cái đồ mà Hiếu làm cho nó chơi á. Nhớ cái đầu là vụ hồi nín quên cái hội cũng nhắc anh Hai hiếu à. Cái xong rồi hỏi tới giờ mà gần đi rước ăn Hiếu á là bắt đầu nó đòi đi rước Hiếu à. Như nó nhớ tới giờ đó là nó nói là đi rước Hiếu rồi đi rước. Đồ ăn của Hàn cũng ngon ghê luôn, vừa miệng lắm. Cái thịt này nó mình ăn nó có cái hậu ngọt á, tại vì mình bên mình châu Á mình ăn cũng hay có cái hậu ngọt nhiều. Rồi còn cái rong biển thì nó hơi chua chua, dưa leo nó cũng hơi chua chua mà nó có ớt, nó hơi the cay cay à, chứ không có cay lắm. Cái này còn hủ nè, nó mới làm cái gì hủ. Mình ăn lạnh nhất mà. Nhưng ở trên nó giống như là nó thấm nước tương chút xíu thôi à. Không nè. Nó có gắt mè ra nữa. Khi mình ăn cái mình thơm mùi mè. Đồ ăn Hàn á nó hay có gắt mè lên, còn này là bún nè. Bún miếng mình nha. Bún này nó trộn với nước tương á. ăn gì á là ăn cho 4 miếng lượng gì nè, với 4 phần thêm và 2 cục cơm 20 đồng. Nó để nhiều thứ, mấy cái đồ vở này nó để nhiều, mình muốn chọn mình chọn. Rong biển này cũng ngon, rong biển này nè, nó làm chua chua, nó trộn với dưa leo, nó có trộn mè nữa. Đồ ăn Hàn gì nó cũng bỏ mè. Ngon. Ngon lắm. Ăn cái này bóc ăn mới ngon. Ăn theo kiểu tiểu thư không có ngon. Cái cơm mà của các phần này nè, ở trong cái tiệm á, nó kêu là Kalbi. Kalbi mình không biết là nó kêu theo kiểu tiếng Hàn hay cái gì mình không biết đâu. Nó có cái loại canh nữa, loại canh ăn cũng ngon lắm. Canh giống như là canh bò, canh thịt bò, có 4 miếng ở trong đó nữa, mà cái cay nóng hổi nó ngon lắm. Cái hương này ăn là sạch luôn á. Sạch cục xương luôn. Ba về. Mình ăn hộp này không hết.